giờ ngày 21 tháng 12, tức là chỉ còn 3 ngày nữa là đến Giáng sinh. Nhưng gia đình anh Trần Đình Thi trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang hối hả hoàn thiện hai hàng đá trước cửa nhà để mừng dịp lễ lớn nhất trong năm của người Công giáo. Thường thường là tầm bắt đầu tháng 12 là lo làm rồi. Có năm nay là trễ tới giờ này, đáng lẽ giờ này là ngồi thì ăn mừng thôi chứ không á. Còn giờ này còn làm là trễ rồi, khoảng tầm 15 là xong xuôi hết rồi. Để hoàn thiện một hang đá trước cửa nhà dịp Giáng sinh, mỗi gia đình phải thực hiện khoảng một tuần. Nếu nhà nào ít người, phải thuê thêm nhân lực bên ngoài để làm. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, số lượng các hang đá tại xóm đạo lâu đời này cũng ít hẳn đi. Do dịch này kia đó, nên em đi dọc đường hang đá thấy ít làm lắm. Thì để có không khí thì cũng ráng tranh thủ làm một cái. Thường thường mỗi năm là các giáo xứ á, thì họ thường thường có nhiều họ, khoảng 8 họ thì mỗi họ là một hang đá. Ngoài ra người dân làm thêm nữa. Nhưng mà năm nay do dịch cho nên là tránh tụ tập á, hạn chế giãn cách. Nên là các giáo họ họ không có làm, chỉ có làm cái nhỏ nhỏ nhà thờ thôi. Cái này là mình giáo dân mình tự phát mình làm thêm. Thường thường cái này ở đây năm nào cũng có làm ở đây hết. Nỗi lo dịch bệnh khiến không khí Giáng sinh về muộn trên con đường lung linh nhất thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Giáng sinh hàng năm. Mỗi năm thì không khí nó tới sớm hơn khi mà nhiều hang đá được mọc lên nhiều với lại cùng một lúc. Nhưng năm nay thì bị thời kỳ dịch bệnh tính ra thì lúc đầu cũng đánh đo cũng chưa biết có nên làm hay không. Nhưng mà thôi vì không khí Noel vui vẻ với bên đeo với lại với mọi người nên cũng cố gắng để chuẩn bị có hang đá nhỏ để hòa chung với không khí cuối năm. Mặc dù là cũng hơi buồn vì không nhiều như mọi năm nhưng mà thôi cũng cố gắng để cho không khí nó được vui vẻ lên một phần nào đó. Cái này thật sự là nó ăn trong máu rồi. Tất cả giáo dân hoặc là người dân ở đây, ví dụ năm nào mà không làm thì thấy nó khi mình đón nó không có nó thiếu cái gì đó. Nên làm nói chung là tất cả vì con tim thôi, chứ không có gì hết. Chỉ còn vài ngày nữa, Giáng sinh 2021 sẽ đến. Tuy đường phố không quá rực rỡ, hoành tráng như mọi năm, nhưng những người dân sông đạo vẫn cố gắng chuẩn bị tươm tất nhất có thể, mong xua tan bầu không khí ảm đạm kéo dài suốt nhiều tháng vì Covid-19.